Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cử đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2018. Đây là đoạn cuối cùng thuộc tuyến đường nối từ nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương đến cầu Đông Trù. Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa xong, khiến nhiều người phải bịt kín mỗi khi đi qua khu vực bởi tình trạng bụi công trường. Đi nó bụi mù lên, những cái hôm trời nắng nếp sợ lắm. Thứ nhất là phải đeo khẩu trang này, rồi thì mặc áo chống bụi. Những cái áo này mình coi nó là chống bụi đi, thì là nó rất là bẩn. Về còn rũ bụi, rồi còn tắm giặt bẩn lắm. Đề nghị là làm càng xong sớm càng tốt, dân tình đi lại nó thuận tiện. Các con chú thì, con dâu chú thì sắp sửa nó sinh em bé thứ hai, cho nên là chú phải cho di chuyển đi chỗ khác. Đấy, chứ con ở đây thì làm sao nó chịu được. Giờ chỉ còn có một mình chú thôi. Bụi thì đành phải chịu thế nào nào. Nhiều hộ dân bị thu hồi một phần đất để làm đường, đã giao đất và đang chờ con đường hoàn thành xây dựng để gia đình xây sửa nhà. Trong thời gian chờ đợi, gia đình này phải quây bạt để hạn chế bụi bay vào nhà. Bây giờ che, chỉ có che chứ bây giờ làm nào. Nhà tôi bây giờ cũng đang bị vào giải phóng mặt bằng đây. Dân ra là cứ phải để xong đi mới dám làm nhà, làm cửa. Nói chung là về sinh hoạt tất nhiên là phải ảnh hưởng rồi. Ngủ mê làm gì có, đây là cứ ầm ầm đi suốt đi. Con đường chậm tiến độ cũng thành nơi đổ rác, phế thải xây dựng và đốt rác của nhiều người, gây ô nhiễm môi trường. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sẽ có phương án xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng con đường. Mở con đường kia, bây giờ lại cứ xe rác, lại đổ đầy ở bên cái đoạn mới bên kia. Chúng tôi già yếu thế này mà cứ hít bụi như thế này, đi qua những con đường nhiều rác lắm. Thì mong muốn làm sao cho nó nhanh để dân đi lại nó thuận tiện và nó sạch sẽ. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, hiện còn khoảng 10 hộ dân chưa đồng ý giao đất vì thiếu đất tái định cư. Các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện các giải pháp để sắp xếp đất tái định cư cho người dân và hoàn thành thông xe kỹ thuật con đường này vào quý 1 năm 2024. Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Thụy cũng đang tích cực vận động người dân bàn giao đất trước để thi công và hoàn thành con đường theo kế hoạch.